chiến đàn vượng tuệ đã vung trồng sao giới bóp thành hình non thầm quyền đốt lò tâm mãi cúng dân. Nam mô Bồ Tát hương cúng dường, Nam mô Bồ Tát hương cúng dường, Nam mô Bồ Tát hương cúng dường. Ngưỡng nguyện mười phương ba đời tất cả chư Phật, chư Tôn Pháp, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng. Hôm nay ngày 3 tháng 12 năm 2023 tại Tịnh Thất Hiền Như, tất cả chúng con Phật tử tu tập bát quan trai giới pháp danh Nguyên Tinh Hồng Phương Giác Tịnh Huệ Tâm Diệu Thông Như Tâm Diệu Tánh Tuệ Chấp Ân Ngọc Mỹ Ngọc Từ Tâm Thiện Thanh Tú Giác Nhật Đáng Trang Nhã Ngọc Thuần Chân Nguyên Ngọc Thanh Lương Minh Đức Thành Lạc Tuyết Lan Diệu Minh Tính Đức Từ Bảo Hòa Hoàng Huệ Phước Tâm Bi Hiếu Biển Như Giác Hành Như Minh Tâm Bi Hiếu. Chúng con thành tâm phụng tụng Đại Thừa Bát Nhã Tâm Kinh lễ lại chư Phật Tổ. Chỉ thành phát ngộ cầu xin sám hối nguyện tất cả công đức lành này hồi hướng hiện cho sư cô Thích Nữ Hiền Thuận Thế Danh Lâm Mỹ Dung sinh ngày 7 tháng 10 năm 1950 cầu nguyện sư cô tập bệnh tiêu trừ quán khiên giúp sạch bệnh căn thiên giảm gia quyến an khang kế nguyện hồi hướng cầu nguyện ni sư Thích Nữ Thanh Diệu Pháp Thế Danh Mã Phương Tâm sinh ngày 23 tháng 7 năm 1975 thuận thế vô thường an nhiên uyên tịch ngày 2 tháng 2 năm 2023 nguyện dân linh sư cô được quả vô sanh nhân tròn chánh giác thiện nơi cõi ta bà thường nơi ở cạnh thường chân chuyển thân tứ đại vân an thành tựu pháp thể tịnh lạc ngưỡng nguyện phần tử hiện tại thân tâm an lạc trí tuệ sáng suốt gia quyến bình yên ngưỡng nguyện tam bảo khắp mười phương quang sáng đạo tràng thì từ chứng minh tiến độ cho tất lòng thành chúng con ngưỡng nguyện tam bảo đồng ở khắp mười phương quang sáng đạo tràng chứng minh tiến độ cho tất lòng thành tất cả chúng con ngưỡng nguyện tam bảo đồng ở khắp mười phương quang sáng đạo tràng từ bi chứng minh tiếp độ cho tất lòng thành chúng con nguyện chư thiên long thiện thần hộ pháp thì từ gia vị Đại từ là đại.
chi tâm cảnh lệ chí tâm ma đảnh lễ thiền tài Phật Thích Ca Mâu Ni. Chí tâm ma đảnh lễ chí tâm đảnh lễ tổ sư đại ca diếp. Chí tâm đảnh lễ chí tâm đảnh lễ tổ sư Bồ Đề Đạt. Chí tâm đảnh lễ chí tâm đảnh lễ tổ sư Huệ. Chí tâm đảnh lễ tổ sư chí tâm đảnh lễ tổ sư Phật Hoa. Chí tâm đảnh lễ tổ sư chí tâm đảnh lễ Phật Ca Diếp vị tổ sư chúng độ chúng hoa việt. Chí tâm sám hối chúng con đồng
Yeah.
tâm tạo tâm liễu diệt rồi tội sạch trong tội trong tâm diệt hải điều không thế mới là chân sám hối
chuyển thân tứ đại bất an thành tựu pháp thể tịnh lạc. Ngưỡng nguyện tất cả phật tử hiện tiền được trí tuệ sáng suốt, gia quyến bình yên, tật bệnh tiêu trừ, oán khiên dứt sạch. Khắp nguyện phước ban tất cả chúng loại quần sanh, Phật pháp thịnh ứng tam đồ dứt sạch. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tự quy sắp xếp rõ ràng và sẽ cung thỉnh quý thầy 9:45 hướng dẫn chúng con thiền tọa. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.